Các bạn ơi, khi xem video clip của Việt Thảo, nhớ subscribe hay là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Thank you. Xin kính chào quý vị. Tôi là Alice Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alisha đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Diệt Thảo, chuyện bên lề số 790 đến 794, nhớ vào xem. Đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị. Nhớ vào xem nha. Alisha xin được cảm Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn Bây giờ qua anh đang là dược sĩ này yeah. Anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water Chữ Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra, dịch ra đó là Return to Origin Trở lại nguồn nước nguyên thủy Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến từ thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4 đến sáu lần và đặc tính thứ ba trong cái nước kangen này là có độ tiệm cao Nó đó là kangen water nước tinh khiết tinh chất uống để trừ tránh bệnh hoạn bệnh tật như uống nước thường xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và Anvira ở số điện thoại là bảy một lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy canyon water theo như ý muốn quý vị nhớ thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Tenden. Water, the best water for Đây là Amy. Amy là chuyên gia tiếp thị cho Sierra Dentistry. Sierra Dentistry gặp vài khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng online. Excel Marketing đã giúp Amy thu hút nhiều khách hàng hơn bằng cách làm tăng thứ hạng của trang web trên Google. Sau vài tháng hợp tác với Amy, số lượng khách hàng của cô ấy đã tăng gấp hai lần. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc giúp các văn phòng bác sĩ, nhà sĩ, văn phòng luật sư và các doanh nghiệp gia tăng doanh số và số lượng khách hàng. Việt Thảo xin chào các bạn. Hôm nay mời các bạn tiếp tục theo dõi những câu chuyện ma trong kho tàng dân gian Việt Nam do chính các bạn đã từng trải nghiệm hoặc là nghe người khác kể lại và đã viết thành những cái câu chuyện gửi về cho Việt Thảo. Một lần nữa sẽ được nhắc lại, hãy gửi những câu chuyện ma, những câu chuyện của các bạn trải nghiệm về cái địa chỉ email của Việt Thảo là mcvietthao@yahoo.com. Xin được cảm ơn. Và bây giờ hôm nay là chuyện Minh Lệ lần thứ 817. Với những chuyện ma ngắn trong dân gian kỳ thứ 10. Hôm nay tập hợp gồm có ba câu chuyện ma ngắn của Trâm, chuyện ma ngắn của Bảo, chuyện người em bị chết chìm ở trên sông của Lê Quang Tấn, chuyện ma ở Đài Loan của Vương Trường Xuân và chuyện ma của Nguyễn Trục. Việt Thảo xin được cảm ơn các bạn đã gửi những câu chuyện ma của các bạn về cho Việt Thảo để được chia sẻ với mọi người. Làm phong phú thêm cái kho tàng chuyện ma dân gian. Bây giờ mời các bạn bắt đầu vào những câu chuyện ma ngắn ở trong dân gian kỳ thứ 10 qua chuyện Minh Lệ lần thứ 817 với Việt Thảo. Trước hết là ba câu chuyện ma ngắn của Trâm Chào bác Việt Thảo, cháu tên là Chăm. Cháu chúc bác có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Cháu biết được chuyện bên lề của bác có kể chuyện ma gần được 3 tuần rồi. Cháu cũng muốn được góp một ít chuyện ngắn của mình vào kho tàng chuyện dân gian Việt Nam. Chuyện của cháu tuy không có gì kinh dị lắm nhưng mà trải qua và có nhiều kinh nghiệm. Có thể nói là ở độ tuổi 16 thì trong nguyên một cái đám bạn học của cháu thì chưa có đứa nào giống như cháu. Cháu xin được phép kể lại những câu chuyện trên đó là do cha mẹ, bạn bè hoặc chính bản thân cháu đã trải qua. Cháu chắc chắn là chưa đăng chuyện này ở bất cứ diễn đàn nào khác. Câu chuyện thứ nhất. Đây là chuyện do cháu trải qua vào hôm 22 tháng 11 năm 2018. 22 tháng 11 2018 mà Trâm đã viết câu chuyện này gửi cho Việt Thảo vào ngày 23 tháng 11 năm 2018 lúc 5 giờ 16 phút sáng. Như vậy là chỉ 2 ngày sau khi sự việc xảy ra. Ồ, oh, 22 tháng 11, 23 tháng 11 chỉ có một ngày. Cháu có thói quen là à, hay nghe chuyện ma của bác Việt Thảo vào buổi trưa. Phần là giải trí sau buổi học mệt mỏi, phần là để giết thời gian. Ở Nha Trang thường có nhiệt độ từ 28 cho đến 31 độ C là vào mùa đông. Hôm nay nó giảm chỉ còn có 22 đến 23 độ mà thôi. Với cái thời tiết hơi lạnh ấy khiến cho con nổi hứng mà bật chuyện ma của bác. Đó là câu chuyện ma chặn xe ở Đà Lạt. Lúc trước khi nghe chuyện ma thì chỉ tay này lọt vào tay kia rồi đúc kết kinh nghiệm cho bản thân. Nhưng mà hôm đó không hiểu sao cái tập chuyện ma ấy khiến con rần rợn hết cả người. Con nằm ở trong căn phòng kính. Cửa sổ lẫn cửa phòng, con đều đóng kính mít lại hết. Tại vì hôm ấy trời cũng hơi lạnh nên con không có bật quạt mà nằm trùm mền cho nó đã. Căn phòng hoàn toàn im lặng. Cái tiếng lo phát ra tiếng kể chuyện của bác đều đều khiến cho con sắp muốn tìm ông chu công để đánh cờ. Cái câu tìm ông chu công để đánh cờ là cái cách nói bóng nói gió có cái ý là mình ngủ mất tiêu. Vì buổi trưa con không có ngủ sâu như là buổi tối nên hai mắt ngủ mà nó cứ mở như thế này. Có thể là con có cái tật ngủ nhìn tức là ngủ nhưng mà con mắt nó nó mở à. thì căn phòng im ắng con đang nghe tới cái đoạn chửi thề má à, mày mày dừng chi vậy con ma nói đằng sau kìa thì cái chai nước khi không nó bỗng ngã đổ xuống nghe một cái bốt cái tiếng kêu giòn tan làm cho con đang nửa tỉnh nửa mê giật bắn người lên rồi thức giấc luôn con đã bị giật mình chỉ vì có một cái chai rớt. Khi tỉnh dậy rồi thì con mới sắp xếp đồ để lái xe đi học luôn. Lát sau lên trường thì nghĩ lại, con mới, mới nhận ra rằng lúc mình nằm trong phòng thì đâu có bật quạt hay là đâu có mở cửa phòng. Trong phòng đâu có gió mái gì mà tại sao cái chai tự nhiên nó ngã. Nghĩ đến đó thì con lạnh hết cả người. Đó là câu chuyện con mới gặp gần đây nhất. Còn câu chuyện thứ hai thì nó xảy ra khi con còn học lớp 7. Lúc đó thì trời tối. Mình con ở cái phòng trên lầu làm bài tập. Đang nghiêm túc gì, cái bài này nó khá khó nên phải ngồi suy nghĩ rất lâu. Thì ngay lúc con đang suy nghĩ làm bài thì cái cánh cửa nhôm nó nhẹ nhẹ mở ra, nó con có cảm tưởng giống như là gió nó đẩy vào vậy. Thì lúc đó một luồng khí lạnh bổ dọc từ đầu thẳng xuống dưới lưng nó giống như đứa nào chơi lấy cục nước đá mà làm để trên đầu của hồ nó chảy lạnh 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 xuống tới dưới ở dưới dưới, dưới lưng vậy thì cái 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 lạnh đó nó kéo dài khoảng 30 giây chứ chưa tới một phút nó mau lắm rồi nó hết sau này thì con có hỏi mẹ con mẹ nói mới nói là chắc ông của tụi bay nhớ bay nên mới vuốt về con cháu thôi mà không có gì đâu có thể nói là trong những năm cấp 2 thì cái tần suất con hay gặp và thấy là nhiều nhất. Nhiều khi ngồi học mà cứ thấy có người đi qua đi lại. Nhiều khi con tưởng là ba đang phơi đồ, vì ba con có cái thói phơi đồ là vào ban đêm. Thì nhiều lần thấy cái bóng đó cứ qua cứ lại không biết là đàn ông hay đàn bà. Con nghĩ cái ông này cứ làm gì mà đi qua đi lại bực quá nên con giọng to ra hỏi. Ông ba Ông làm gì mà ông đi qua đi lại trước nhà hoài vậy? Vừa hỏi xong thì con nghe tiếng ba con đáp. Nãy giờ tao có lên lầu đâu mà mày nói vậy hả con? Rồi con tự hỏi, ủa con thấy ba đi qua đi lại đây mà. Khi nghĩ tới đây, nói tới đây thì con biết là mình đã gặp gì rồi. Thôi, con cũng im luôn. Nhiều lần sau đó thì con cũng thấy, thấy riết rồi nó chai. Con cũng không có sợ nữa cứ nghĩ như là nhà của ông bà chắc chỉ có ông bà cô bác trong nhà của mình đi tới đi lui thôi. Đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện của thứ ba của con nói về một đứa bạn cùng lớp. Nó kể là nhà nó đang ở đó là nhà thuê. Thì nó có gặp được một vài cái chuyện uh, sau đây. Thì con kể lại đây là câu chuyện của nó nhà của nó thuê trước đó đó là cái loại nhà mà nhà nước cấp cho công nhân viên ở thì trong nhà đó đó có một người nga ở đó sau thì nghe nói là ông ta đã mất ở trong căn nhà đó căn nhà này đó không phải là chỉ mới có một chủ nó đã trải qua nhiều đời chủ lắm rồi thì sau cùng là đến gia đình nó dọn dào nó kể là đêm đó nó nằm ngủ Nửa đêm nó tỉnh giấc thấy một cái ông Tây dốc dáng cao lớn à, ở trần mà trên người chỉ mặc con cái quần xuyên cũ. Người đó có cái dung mạo rất đẹp trai và ở dọc cái tuổi trung niên. Người đàn ông đó khi xuất hiện thì hầu như đêm nào cũng nhìn nó. Có lúc nó có cảm giác như là được cái người đàn ông đó bảo vệ. Nhưng mà nó nghĩ không lẽ mình cứ gặp hoài cũng không có tốt. Nên nó đã quyết định. Đi xin một lá bùa bình an để đeo Kể từ khi có lá bùa đeo Thì nó không còn có gặp cái hiện tượng gì xảy ra thêm nữa Trên đây là ba câu chuyện Mà à, con đã góp nhặt được Cũng như đã trải qua Kể cho bác Việt Thảo Cũng như các bạn nghe Cảm ơn bác đã đọc câu chuyện này à, Con cũng còn vài câu chuyện nữa Nhưng có lẽ để dịp sau Xin được cảm ơn à, cảm ơn chăm đã gửi ba chuyện ngắn cho việt thảo và bây giờ mời các bạn tiếp tục những chuyện ma ngắn trong dân gian kỳ thứ 10 qua chuyện mình lại lần thứ 817 với Việt Thảo. Và đây là những chuyện ma ngắn của Bảo. Chào chú Thảo, con tên là Bảo. Con coi kênh chú kể chuyện ma cũng nhiều rồi. Con á, thì cũng có vài câu chuyện ma mà chính bản thân con thấy và con muốn chia sẻ cho chú và các bạn cùng nghe. Năm con tốt nghiệp 12 là năm 2014. Và con không có học cao đẳng hay đại học. Con ở nhà chi phụ giúp cho ba mẹ. Sau hơn một năm ở nhà phụ giúp ba mẹ buôn bán thì cái đám bạn thân con nó kéo nhau đi học để, uh, tiếng Việt để mà xuất khẩu. Tụi nó cũng có rủ và con cũng đồng ý và bắt đầu đi học cùng tụi nó. Sau khi lên học thì con thấy đoạn đường từ trường về nhà nó cũng hơi xa. Nên con mới đi kiếm nhà trọ ở lại để tiện việc học hành và đi tới đi lui. Tại vì học ở quê nên con chỉ học 2-3 tháng thì phải chuyển lên Sài Gòn nên con không có thuê trọ mà sinh qua sớm. Trọ của bạn ở kế 2-3 tháng. Hoặc xóm trọ của bạn ở kế 2-3 tháng. Ở nhà trọ đó thì trước và sau đều là mã và nghĩa trang. Con thì không có sợ ma. Nhưng mà cũng có nghe mấy đứa bạn ở trong đó kể lại là trong căn phòng ở thì có một phòng khách và một cái phòng ngủ. Hai đứa bạn con thì ngủ ở trước, còn bạn con thì ngủ ở trong một mình thôi. Khi nó ngủ đến lúc 3 hay 4 giờ sáng thì nó giật mình tỉnh giấc. Khi mà tỉnh giấc nó mở mắt ra thì nó gặp một cái bà già ngồi kế mùng nhìn nó. Nó mở mắt mà thấy bà già ngồi kế bên dòm như thế này, nó hết hồn, nó kêu la ông um, sùm lên. Thì lúc đó hai đứa bạn cũng giật mình chạy vào hỏi thì lúc đó mặt mày nó xanh xanh lét miệng thì nói không ra lời đợi một lúc sau thì nó mới nói là lúc nãy tao có thấy một bà già ngồi kế bên mùng nhìn hai thằng bạn nghe thì cũng không tin lắm là tại vì tụi nó ở đây cũng đã gần 2 năm rồi ngủ không thấy gì thì bây giờ nghe thằng này kể lại thì tụi nó cũng bán tính bán nghi thôi vài ngày sau thì Trường của hai đứa bạn kia được nghỉ hè sớm Nên tụi nó về quê Chỉ còn lại một mình thằng bạn con là cái thằng gặp ma đó ở lại Nó cũng sợ quá nên nó chuyển trọ Thế là trống một chỗ Còn thấy vậy nên xin vô ở chung Lúc đầu ngủ thì nó cũng bình thường không có thấy gì hết Qua đến ngày thứ ba Ba đứa ngủ chung thì con gặp một bộ xương khô ngồi ngay góc con nằm. Nó chồm mặt đến nhìn ba đứa ngủ. Con vừa mở mắt ra thì thấy bộ xương nó nhìn con, con cũng nhìn. Nó quảng hồn, con lấy tay đánh lên thì nó rút lại ngay góc tối nó nhìn con. Lúc đó thì con sợ lắm, tim đập loạn nhịp, tay chân thì cứ đơ ra không còn không còn sức để bật ngồi dậy nữa. Con mới quay sang đứa bên cạnh cái bên Con lấy tay dỗ mông nó Nhưng mà nó ngủ mê quá nó không có thức Lúc đó thì lấy hết tinh thần Mò cái điện thoại để kiếm lên Đặng soi kỹ cái mặt của nó Thì thường thường thì con để điện thoại ở bên hông Mà tại sao lúc đó con cứ nghĩ là để trên đầu nằm Cho nên con cứ thò tay lên kiếm hoài không có Mà ánh sáng trong phòng lúc đó có được là Nhờ cái ánh sáng nó lọt qua khe cửa thì con chỉ mờ mờ thấy và khẳng định được đó là một bộ xương khô. Tìm điện thoại hoài không thấy, rồi con cũng sợ quá mà bây giờ không biết làm sao. Thôi thì chùm mình mà ngủ luôn cho tới sáng. Sáng ra thì con kể cho hai đứa bạn nghe thì nó bảo là do mày ngủ mở mắt ra mớ, mới mới nên nhìn không không rõ thôi. Thực tình mà nói thì cái thị lực của con khi đi khám quân sự hay ở bệnh viện đều là 10 trên 10. Nên con nhìn rất rõ không thể nhầm được. Con thì lúc đó cũng sợ nhưng mà sợ thì sợ nhưng mà chưa đến mức phải chạy như là thằng kia. Con ở đó khoảng 2-3 tuần thì con có mua cái giỏng văn ở trước cửa sổ để ngủ cho mát mà cái chỗ con nằm đó chỉ cần dán màn ra là thấy đã thấy mã có những cái ngôi mã ở xung quanh thì mã thì mã chứ con cũng không có nghĩ gì ngủ thì cứ ngủ thôi đêm hôm đó khoảng 11 giờ rưỡi thì con thấy có một chú đứng ở trước võng nhưng mà soi mặt về hướng kia thành ra con không có thấy mặt con thấy như vậy con mới hỏi lớn lên ê ai vậy con vừa hỏi tức thì chú đó xoay ngang nắm lấy chân con. Lúc đó con, con biết là mình đã gặp ma rồi. Nên miệng con thì niệm Phật liên hồi. Nhưng mà cũng không hiệu quả. Con niệm liên tục cho tới khoảng tầm 15 phút. Thì chú ấy cũng không có chịu buông ra. Lúc đó sợ quá nên con mới chấp tay và xin lỗi. Thì chú đó mới buông chân con ra và biến mất. Lúc con sờ lại chân thì một bên nóng một bên lạnh quá quảng sợ nên con chạy vào phòng ngủ cùng với tôi bạn đến sáng thì con gom đồ đạc về nhà tới giờ học thì lên chứ không dám ở trọ nữa đó là câu chuyện ma có thật lúc con còn là sinh viên con cam đoan là sự thật không thêm bớt gì cả chỉ muốn chia sẻ cho chú và kể cho mọi người cùng nghe thôi con cảm ơn chú fan bự của chú ký tên là Bảo Các bạn đang theo dõi chuyện binh Lệ lần thứ 817 với những chuyện mang ngắn ở trong dân gian kỳ thứ 10. Đây là chuyện người em chết chìm của Lê Quang Tấn. Lê Quang Tấn đã gửi email cho Việt Thảo và viết như thế này. Con chào chú Việt Thảo. Con tên Lê Quang Tấn, 29 tuổi. Quê ở xã Trung Hiếu, huyện Dũng Liêm, thành phố Vĩnh Lộc. Nhà có hai anh em. Con cũng làm kênh Youtube giống chú nhưng mà chủ đề con chủ yếu về miền Tây. Vì lẽ đó con xin chia sẻ lại cho chú câu chuyện này. Con nghĩ là chia sẻ cho kênh của chú sẽ tích hợp hơn, hợp hơn là chia sẻ tại kênh của con vì con đã xem nhiều clip của chú về vấn đề tâm linh này con xin được bắt đầu vào câu chuyện từ khi con trưởng thành đến bây giờ con chỉ nghĩ một điều là chuyện tâm linh nó giống như là cái câu chuyện cổ tích mà bà thường kể cho con cháu nghe lúc chúng ta còn bé. Nhưng mà mãi cho đến một ngày kia, đó là lúc khoảng 12 giờ 30. Ngày dương lịch thì con không nhớ rõ, chỉ nhớ là cái ngày đó là ngày 10 tháng 3 âm lịch của năm 2017. Ngay trong đang giờ nghỉ trưa ở công ty thì con nhận được điện thoại từ gia đình. Vợ của con gọi hớt hơ hớt hải. Là toán lên. Anh ơi, về nhà liền, thằng Vũ nó tắm xong cùng với bạn đã bị chìm mất. Mọi người đang tìm kiếm kìa. Vũ là tên của em trai con. Tên đầy đủ của nó là Lê Quang Vũ. Nó được 20 tuổi. Khi nghe tin này thì con bị chón ván khoảng vài phút. Mà cái máy lúc đó con tắt lúc nào cũng không có để ý tới nữa. Chân tay con bụng rủng con không có đi được. Con phải ngồi xuống và định hình lại. Em con nó biết bơi mà. Nhưng tại sao lại bị chìm? Đó là câu hỏi suốt trong đầu con lúc bây giờ. Con cố gắng giữ bình tĩnh, con ra xe chạy về. Nhưng con không về nhà mà chạy thẳng ra hiện trường nơi em của con tắm. Ra đó thì thấy có rất nhiều người lặn lộ tìm kiếm em con nhưng mà tất cả đều vô vọng vì tìm kiếm đã 4 tiếng rồi mà không thấy gì hết. Cha con và mẹ con thì lúc đó chỉ biết khóc thôi. Còn con thì chỉ biết ngồi nhìn xuống sông như là người mất hồn. Tại vì con không biết bơi nên mọi người không cho con xuống đó. Rồi lúc đó không biết ai đã hiến kế là nên lập một cái bàn thờ khấn tên tuổi em con xin để mà tìm cho được. Thì trong khi Lai Quay lập bàn thờ khấn giái thì lúc đó cái lực lượng cứu hộ cũng đã đến. Họ rất là nhanh. Họ mặc đồ chuyên dụng và mang theo bình oxy để lặn xuống đáy sông. Chưa đầy 10 phút thì họ đã đưa em con lên bờ. Họ đã tìm em con ngay chỗ xác định em con chìm, dù là trước đó mọi người ra lặng xuống tìm đi tìm lại rất kỹ cũng không có. Sau cái ngày trông cất em của con thì gia đình con mới nhờ sư phụ ở chùa làm một cái lễ rước linh hồn em con từ nơi mà xảy ra tai nạn đó về chùa. Con nhớ rất rõ lúc đó tầm khoảng 6 giờ rưỡi sáng nước rất lớn thì nước ngập như vậy cái dòng chảy nó cũng vừa phải thôi chứ không có chảy xiết sư phụ lập một cái bàn thờ khấn giái xong rồi mới thả 12 ngọn đèn hoa đăng xuống dòng sông cho nó trôi theo dòng nước sư phụ nói đây là hoa đăng sẽ giúp linh hồn người đã khuất nhập vào đèn lúc đó nghe nói vậy thì cũng tin vậy nhưng mà mình không biết việc gì xảy ra con cũng lấy làm lạ nên cố gắng theo dõi sự việc Lúc đó thì sư phụ đứng ngay dưới mé sông. Ông đem 12 ngọn đèn thả từng chiếc một trên sông. Từng chiếc một nó trôi theo dòng nước. Và cả 12 ngọn đèn đều trôi theo dòng nước chảy. Có một điều kỳ lạ là khi mà đèn trôi ra cách xa bờ tầm khoảng 1 mét. Cả 12 ngọn đều trôi thì tự nhiên có ba cái ngọn đèn tự dưng từ từ nó ngừng lại và nó trôi ngược dòng nước trở lại nơi sư phụ đang đứng một cái trôi trước rồi hai cái nữa nó cứ trôi theo sau cả nhà rất ngạc nhiên lúc đó thì mẹ con bắt đầu khóc lớn lên còn con thì điếng hồn không thể tin đó là sự thật một sự thật rất là vô lý theo định luật của dòng nước chảy thì mọi cái chảy xuôi thì không thể nào có ba cái nó có thể chảy ngược lại theo dòng nước được. Sư phụ đưa tay xuống vớt ba cái ngọn đèn qua đằng lên và nói là linh hồn của em con nó đã đồng ý theo sư phụ về chùa. Nhưng mà có một điều lạ. Nếu là linh hồn của em con thì chỉ một có ngọn đèn qua đăng đi ngược lại, tại sao ở đây nó tới ba cái ngọn đèn? Như vậy thì hai cái nữa là của ai? mà nó lại đi trôi ngược theo. Chưa kịp hỏi thì sư phụ đã lên tiếng nói tiếp rồi. Sư phụ nói đó lẽ có lẽ đó là cái cái linh hồn giấc dưỡng ở chỗ này. Họ không có được người thân trục về. Thôi thì sẵn đây sư phụ cũng mở lòng từ bi nhận hết về chùa. Khi nghe sư phụ nói vậy thì có một số người ở gần khu vực đó ra theo dõi sự việc họ xác nhận. Đúng rồi. Tại nơi này lúc trước đã vớt được hai người trôi sông. Một người lớn thì tầm 40 tuổi và một cái trẻ em độ 10 tuổi. Mà thời gian vớt hai người thì cách nhau vài năm. Sau sự việc đó thì con bắt đầu tin hơn về vấn đề tâm linh. Sáng hôm sau vì không cam tâm cái chuyện em con đã mất. Vì cả nhà ai cũng biết là em con biết bơi mà bơi rất giỏi. Nên mới lần là đi hỏi lại những cái đứa bạn mà tắm chung với em con. Tụi nó kể là trước ngày em con mất thì tụi nó cũng đã tắm rất nhiều tại nơi này. Có một đứa nhỏ tuổi hơn tắm ở đó nó bị chết, bị đuối, bị đuối sức. Thì tưởng rằng nó chết chìm nhưng mà chính em của con nó đã bơi ra cứu đứa bé đó và đứa bé được may mắn là không có sao thì sự việc xảy ra hôm trước thì ngày sáng ngày hôm sau em con tắm thì đó là ngày mà em con bị mất họ nói là khi anh ấy nhảy xuống bơi được một đoạn thì bị chìm tụi nó thấy bèn la lên nhưng mà nó không dám bơi ra cứu vì nước đang lớn mà tụi nó bơi kém trong khi ở gần đó thì có cái chiếc xà lan chở vật tư xây dựng. Họ nói là họ nghe tiếng kêu cứu của tụi nó, nhưng họ nghĩ là tụi nó giỡn nên không có thèm để ý. Con nghĩ giá như lúc đó mà họ chạy ra cứu thì em con chắc sẽ không bị như thế. Vì nó mới cứu một mạng người hôm qua mà, tại sao ngày hôm nay nó lại chết, sao ông trời bất công quá con nghĩ tới đó thì con tức quá con mới chửi thề con chửi như người ở trên xà lan mẹ tụi mày mà đi xuồng ghe dưới sông dưới nước mà nghe tiếng người ta kêu cứu mà tụi mày không quan tâm em ơi có linh thiên về nhấn chìm cái xà lan nó cho anh tôi tức quá tôi chửi thề và tôi mắng như vậy không ngờ trời ơi sáng ngày hôm sau khi mà tôi đi chợ mua hoa và trái cây về chân bàn thờ cho em của mình Thì nghe ngồi, mọi người xì sao là Cái chiếc xà lan chở vật tư tự dưng không biết sao mà sáng nó lại bị chìm Còn nổi cái mùi bồng bền ở chỗ bến sông gần chợ Nghe tới đó thì con mới nhớ sực lại là Hôm qua con có nói những lời như vậy trong lúc nóng giận Em mới đi thẳng, con mới đi thẳng ra bến để kiểm tra. Thì thấy người ta đang dùng cẩu kéo xà lan lên và hì hục đặt máy bơm nước ra. Cả mấy trăm khối cát bị trôi mất theo dòng nước. Ngay lúc đó thì trong lòng con cũng cũng đau lắm, cũng buồn lắm. Con không ngờ một cái lời nói của con hay là do một sự trùng hợp mà nó là xảy ra đúng như vậy. Nếu đúng như vậy thì quả thực chuyện tâm linh là có thật. Và em của con rất thiền. Đó chính là câu chuyện ngay tại gia đình của con, em ruột của con. Vài ngày sau thì tiếp tục có hiện tượng lạ không lý giải được nữa. Lúc mà em con còn sống đó, con và em con hay sử dụng chung một computer để mà chơi game. Con cũng quên kể thêm từ đầu là con có một đứa con 3 tuổi. Cái buổi tối hôm đó là tầm khoảng 9 giờ. Con đi việc về tới vào nhà lúc này thì vợ con, của con, vợ và con của con đã vào phòng ngủ rồi. Khi vào phòng thì con thấy đèn sáng trưng. Mà trong khi vợ con thì mặt mày nó xanh lè. Nó kể lại là hồi nãy đó tự dưng con mình nó nói chú út chơi máy tính của ba kìa nó mới ba tuổi nó chưa có ý thức là mất đi người thân và chỉ nói bập bẹ mà làm sao nó biết được mà nó nói được cái câu đó chú út chú chơi máy tính của ba kìa rồi xong tiếp vài ngày sau cũng khoảng giờ đó con đang ngồi trên mái đang làm việc thì nghe tiếng gõ cửa rất lớn gõ ba tiếng mình cứ tưởng là ai đó đến kêu có chuyện gì nhìn ra thì không thấy ai cả tại vì cái cửa là cửa kiến cho nên nhìn xuyên suốt ra con bị nghĩ ngay là tới em của con lúc đó thì con không có hề sợ và con nói lên để tao làm xong hết cái này rồi tao cho mượn chưa gì hết mà hối rồi con nói xong rồi con tắt máy vào phòng ngủ luôn nó còn nhiều sự việc linh tinh khác như là con bướm bay đậu lên tai, rồi đậu lên ảnh thờ, nó đã từng xảy ra. Mãi đến hết 49 ngày, thì mới hết những sự việc lạ khó tin xảy ra nữa. Câu chuyện về người em chết chìm của con và những sự việc, những hiện tượng xảy ra sau đó, nó là như vậy. Con Chúc chú sức khỏe dồi dào và nhanh chóng đạt nút play vàng từ YouTube chú nhé. Dưới cái tên là Lê Quang Tấn. Đó là chuyện của Lê Quang Tấn mà các bạn vừa nghe về người em chết chìm và những hiện tượng xảy ra. Bây giờ là chuyện ma ở Đài Loan của Dương Trường Xuân. Mời các bạn cùng nghe với Việt Thảo qua chuyện Minh Lệ lần thứ 817 với những chuyện mang ngắn trong nhân gian kỳ thứ 10 nhé. Xin chào chú Việt Thảo. Con xin tự giới thiệu tên tiếng Việt của con là Dương Trường Xuân. Năm nay con 21 tuổi hiện đang theo học trường cao đẳng cảnh sát Trung Hoa Dân Quốc. Con học tiếng Việt qua mẹ con và lớp học Việt ngữ đã được 8 năm. Con vừa xem qua chuyện Minh Lệ lần thứ 768, nghe chú kể chuyện ma Việt Nam, con thích quá. Vừa nghe, vừa sợ. Sau đây con xin gửi chú đến một câu chuyện ma của con để xem, coi ma Việt Nam và ma Đài Loan, ma nào sẽ đáng sợ hơn. <laughs> Văn trường tiếng Việt có chút không tốt, xin chú thông cảm cho con. Chuyện là thế này. Năm 2015, con và các bạn của con cùng đi du lịch sang đảo Kim Môn. Ở đây việc Thảo sinh được mở ngoặt. Kim Môn, Mã Tổ là hai cái hòn đảo nằm xa nhất bờ của Đài Loan, của Taiwan. Về phía bên kia là Trung Hoa Lục Địa, tức là Trung Quốc. Thì cái khoảng cách giữa Kim Môn và Mã Tổ nó gần, thiệt là gần với bên phía Trung Quốc. Cho nên nơi đó là cái tuyến đầu đánh nhau giữa hai bên. Và hiện giờ cũng vậy. Cái chỗ đó là cái chỗ gần nhất cho nên phải phòng thủ kiên cố nhất. Tiếp tục câu chuyện. Năm 2015, con và các bạn của con cùng đi du lịch sang đảo Kim Môn. Hôm đó thì tụi con đi tham quan rất nhiều nơi ở trên đảo. Đến tối, tụi con đi tìm khách sạn qua đêm. Thì con mới lên Google tìm thử thì thấy khách sạn gần đây có tên là Bắc Sơn Cổ Dương Lộc. Vừa là khách sạn, vừa là khu di tích. Nguyên văn tiếng Anh là Bishan Old Western Style House. Con sẽ nói sơ bị lịch sử khách sạn này cho chú và các bạn cùng hiểu. Nơi này được xây dựng vào năm dân quốc thứ 17. Đó là năm 1928. Ở đây cũng mở ngoặt nói thêm. Gọi là năm dân quốc thứ 17. Như vậy thì chính phủ của tưởng giới thạch qua đó. À, chà, nói cái này mà nói sai không được. Đại khái như thế này. Khi lập quốc thì năm thứ nhất rồi năm thứ hai, thứ ba, thứ tư, chứ không lấy theo dương lịch. Thì đến năm dân quốc thứ 17 thì nó nhầm ra là dương lịch là năm 1928. Nói vậy cho nó rõ. Như vậy thì nơi này được xây dựng vào năm dân quốc thứ 17, đó là vào năm 1928, là một ngôi nhà bình thường của một tiểu tư sản người Phúc Châu. Đến năm 1958, 1928-1958 là 30 năm. Có sự kiện khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ hai. Thì quân đội giải phóng của Trung Hoa lục địa đổ bộ lên chiếm được đảo Kim Môn, lấy ngôi nhà này làm căn cứ. Sau nhiều ngày đánh trả thì cuối cùng quốc quân của Trung Hoa dân quốc tức là lính của Đài Loan cũng đã chiếm lại được đảo Kim Môn và đánh vào căn cứ là ngôi nhà này. Lúc đó bên trong thì chỉ còn có 5 người lính thôi. Dạ, họ họ chưa có chạy. Họ đã nhận nhiệm vụ ở lại để cố thủ cái căn nhà đó. Tất cả số còn lại thì để bị bắt làm tù binh hoặc bỏ chạy hết. Thì trong nhà đó chỉ còn 5 người. Đến khi mà phía của quốc quân tấn công ngôi đến cái ngôi nhà này thì họ bao dây bên ngoài. Sau đó họ cử một người vào trong để mà hòa giải không biết cái cuộc hòa giải đó diễn tiến như thế nào thì một lúc sau người đi vào hòa giải đó đi ra chưa đầy mấy giây thôi thì trong nhà nghe nhiều tiếng súng nổ lên một chút thì im bặt các quốc quân của đài loan tiến vào trong thì thấy năm người lính ở bên trong vừa mới tự sát. Bây giờ quay trở lại câu chuyện của con hồi tối hôm đó ở bên trong khách sạn. Không có người khách nào khác ngoài bọn con có bốn người. Bọn con chọn cái phòng tập thể ở cùng nhau. Bọn con cũng biết về lịch sử của nơi này nên trong lòng vẫn có chút sợ sợ. Vì do cả ngày đi tham quan nhiều chỗ nên trong người cũng hơi mệt và con bắt đầu ngủ. Trong khi Thiêu Thiêu ngủ một lúc thì con nghe ở bên ngoài có tiếng chân dậm mạnh xuống đất. Ban đầu chỉ một bước. Càng về sau thì càng có nhiều tiếng chân. Nó nhiều như có thể một tiểu đội đang tập dậm chân tại chỗ. Tùm bùm bùm như vậy răng răng. Con giật mình thức dậy không biết là con có bị qua mắt hay không. Mà con thấy một người. Anh ta ở trong trang phục quân đội uh, giải phóng nhân dân đại lục tức là lính của của Trung Quốc Trung Hoa lục địa mặt mày thì bê bết máu tay phải thì bị cục đứng ở ngoài cửa sổ mà anh ta hét thật to xuân phong xác. và anh ta tâm cửa xông vào chụp con lô con đi ngoài sau thì có rất nhiều người đi theo anh ta lúc đó thì thật sự mà nói con không có không có hề sợ mà con quyết liệt con dùng dãy để thoát khỏi hai người mà đang cạp kẹp tay con ở đằng sau trong miệng con vẫn luôn niệm má tổ ơi người hãy mau cứu con giới má tổ ơi hãy mau cứu con giới mà khi con bị họ vừa lôi đến cửa lớn thì con xin họ cho con nói một lời họ ngừng lại họ nghe con nói con mới nói như thế này các đồng chí ơi, chiến tranh cũng đã đi qua lâu rồi. Người dân của hai bên eo biển vẫn đang tiến hành hòa giải dân tộc. Hai bên nay đều sống ở trong hòa thuận. Tôi biết sự hy sinh của các đồng chí không có vô nghĩa. Mỗi b... Mỗi bên đều có một lý tưởng riêng. Tại sao các đồng chí không về lại quê hương nơi này, đã không còn chiến tranh nữa? Các đồng chí cũng đã hết nhiệm vụ rồi. Hôm nay chúng tôi chỉ xin được ngủ qua đêm ở nơi này thôi. Nếu có làm phiền các đồng chí thì xin được bỏ qua cho. Khi con nói xong thì hai người đằng sau bắt đầu buông tay con và không có lôi con đi nữa. Họ nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ gì đó, sau đó thì họ bỏ đi. Sáng hôm sau con thức dậy và quá ra đây chỉ là một giấc mơ. Và con cũng có kể câu chuyện này cho các bạn của con và người dân gần đó nghe. Nhìn chung là họ đều và đã từng mơ về một giấc mơ tương tự giống như con. Họ đều nghe giống như con, nghe như người lính la sung phong, la sát. Tức là tiến lên và giết. Rồi ngay cả tiếng dậm chân Việt binh. Rồi ngay cả lên mạng tìm hiểu lại thì con vẫn thấy những người đã từng ở qua cái khách sạn này đều có những giấc mơ giống như con mơ vậy con nghĩ nó giống như là một cái loại sống siêu âm tại khu vực này làm cho con người ta khi đến nơi này đều mơ chung về một cái giấc mơ nhằm truyền tải một cái thông điệp nào đó chú thảo ơi Câu chuyện của con không biết nên gọi là chuyện ma hay là chuyện hư cấu. Mong chú Thảo đọc và hiểu được những gì con viết bên trên. Chúc chú có nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Ở dưới ký tên bằng chữ Hoa và tên Việt Nam là Dương Trường Xuân. Đây là câu chuyện thứ 5, chuyện ma của Nguyên Trung, năm ở trong chuyện binh lề lần thứ 817, những chuyện mà ngắn trong dây gian kỳ thứ 10. Mời các bạn cùng theo dõi. Con xin được đóng góp chuyện mà con từng trải qua. Chào chú Thảo. Con xin giới thiệu con là Nguyên Trung. Năm nay con 19 tuổi. Nghe chuyện của chú đã lâu. Đêm nào cũng phải bật cho được chuyện của chú để nghe. Con mê lắm. Cảm ơn chú đã đọc và chia sẻ những câu chuyện hay của các bạn. Hôm nay con xin chia sẻ câu chuyện của chính con gặp phải. Con không biết câu chuyện này là do con tự ám ảnh tâm lý hay là con đã gặp phải thế giới thứ ba. Nhưng mà câu chuyện này là con gặp phải 100% và không thêm bớt chi tiết nào. Câu chuyện của con như thế này. Con sinh ra ở một vùng quê nghèo ở biên giới Lào. Năm con 16 tuổi thì con sinh lên thành phố Hợp và thành phố con chọn đó là thành phố Đà Nẵng. Vì không có người quen ở đó để gửi gắm nên ba con không đồng ý. Con vừa sinh vừa năn nỉ rồi quyết tâm dữ lắm thì cuối cùng thì ba con cũng cố tìm ra được một nơi để cho con trú ở đó là nhà thầy dạy võ thở còn thiếu niên của ba con. Nói là gửi nhưng mà con ở phòng trọ của ông, tức là thầy của ba con. Vì nhà ông có một dãy trọ nên con ra đó ở luôn cho thoải mái. Lúc con lên thành phố là hè năm lớp 10, tức là con sẽ vào thành phố và học lớp 11. Nửa năm đầu thì con ở đó học hành và sinh hoạt bình thường, chuyện không có gì để nói. Đến khi con về nghỉ Tết năm 2016. Lúc về thì con đã khóa phòng cẩn thận, dọn dẹp gọn gàng lại, phòng rất là ngăn nắp. Vì phòng của con chỉ có mình con có chìa khóa, mà phòng con lại nằm sát với nhà của ông nên con khá là an tâm, nên đồ đạc để trong phòng không có lo gì cả. Đến khi ăn Tết xong rồi con quay lại để tiếp tục học. Khi đến nơi con vào chào hỏi ông, bà, rồi con đi qua phòng của con. Nhưng mà khi con mở cửa phòng ra thì con rất ngạc nhiên. Là tại vì nguyên phòng của con toàn là mũi với mũi đâm nghẹt hết. Mũi đang nghịch hết cả phòng. Con chưa bao giờ thấy nhiều mũi như thế. Nếu mà con đưa tay lên chỉ cần quơ một cái gì chụp đại thì cũng bắt được cả nắm mũi. Nó nhiều tới như vậy. Lúc này thì con rất là hoang mang. Tại vì con đã đóng kín tất cả các cửa. Chỉ để lại cái lỗ thông gió trên cao là con không có che thì làm sao mũi có thể vào chừng này được. Lúc này con mới nghĩ ra là mình lấy cái bình xịt mũi mà xịt vào cho mũi bay ra hết. Nhưng mà khi con nhìn xuống để tìm lấy bình xịt côn trùng thì con lại phát giác ra một cái chuyện là sàn nhà của con toàn là bùng nó còn ước kiểu nhớt nhớt con rất là hoang mang ở thành phố giữa trung tâm thế này chỗ nào mà lại có bùng các cái cấm thì cách xa phòng con nhưng hiển nhiên bùng lại xuất hiện ở ngay trong phòng của con còn ngay bậc thềm ngoài cửa thì lại không có một chút nào và các phòng khác cũng vậy con còn để ý thêm một cái nữa là cái nệm xếp con dựng ở góc tường thì nay nó bị ngã xuống. Chuyện không có gì để nói nếu như mà trước cái nệm là cái bàn xếp, bàn học bốn chung gấp lại được của con, thì cái bàn đó là được ai đó đặt ngay trước chiếc nệm, mà trên cái bàn lại có một cái tô cùng cùng hai đôi đũa nữa. Con tới gần thì thấy ở bên trong nó còn có một cái cái cái, cái chất dịch gì đó còn lại một chút màu vàng vàng hơi khô, nó giống như là bị mở vậy. Lúc này con rất lo lắng, ở trong đầu nghĩ là Ai đó đã vào phòng con mà bày ra cái này. Trong khi chìa khóa thì chỉ có mình con có thôi. Như là ai đó đã ngồi lên chiếc nệm của con và ăn cái gì đó. Vì đi xe từ sáng đến trưa gần 5 tiếng đồng hồ, con quá mệt mỏi rồi. Con cũng phải bỏ qua cái suy nghĩ mà vào dọn dẹp lại phòng để tối có chỗ để mà ngủ chứ. Dọn dẹp đã một hồi thì trời cũng đã sẵn chiều. Con mới khóa phòng lại để qua nhà ông dọn và ăn cơm. Ăn xong thì con xem tivi ở nhà ông một lát rồi con trở lại phòng. Lúc đó thì cái điện thoại smartphone của con nó bị hư rồi. Con chỉ có cái cục gạch Nokia nên khá là chán. Vì thế con quyết định đi ngủ sớm. Chỗ con ngủ thì nó đơn giản vô cùng chỉ là cái nệm xếp đặt xuống sàn nhà và leo lên ngủ thôi. Lúc con ngủ sau một giấc rồi mở mắt ra thì con thấy trời vẫn còn tối. Nhưng mà kỳ lạ là ở chỗ con không có cử động được chỉ có chồng con mắt xoay chuyển sang phải trái phải được thôi. Con gồng mình cố ngồi dậy nhưng vô ích. Nhưng mà khi con đang cố gắng gồng để ngồi dậy thì có một cái gì đó màu đen nó bò từ dưới chân con lên. Một tay bóp mạnh vào hạ bộ của con, một tay khác thì lại bóp cổ con. Cái bóng đen ấy nhanh chóng đè hẳn lên người con. Nó áp miệng sát vào tay con như là không để cho con thấy được mặt của nó. Nó nằm đè con chặt như vậy và nó nói ở bên tai của con. Chẳng những nói mà còn cười lên rất là mang rợ. Rầm trăng tròn tao sẽ đưa mày đi. <laughs> Rầm trăng tròn tao sẽ đưa mày đi. Lúc này con đã quảng sợ đến cực độ rồi. Tim con thì nó đập như muốn phá tan lòng ngực. Con dãy dụa cố dùng dãy ra. Mà nó cứ cười mãi như thế tầm vài phút. Thì lúc đó bỗng có tiếng gà gái cất lên. Lúc này thì con mới thoát được khỏi cái bóng đen đó. Con liền bật ngồi dậy rồi lui vào góc phòng. Vì cái công tắc đèn nó ở sát cái cửa ra vào nên con không có dám đi bật. Con chỉ với cái điện thoại cục gạch và bật đèn pin nhỏ của nó lên cho đỡ sợ. Rồi con cố trấn an bản thân là phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Lúc con bật đèn pin thì con để ý thời gian lúc đó là 3 giờ lẻ 3 phút sáng ngày 19 tháng 2 năm 2016. Nếu con nhớ không có lắm. Con cứ ngồi ở góc dậy mà không dám ngủ lại. Con ngồi và cố bình tĩnh phân tích chuyện gì đã xảy ra, đang xảy ra đối với con. Ngay từ đầu căn phòng toàn là mũi, mũi dày đặc. Rồi trong phòng nó có bùng ở trên sàn rồi có như có ai đó ngồi lên cái tấm nệm mà con đang nằm ngủ đây và họ ăn cái gì đó ở trên cái bàn của con học mà có hai đôi đũa rồi trong tô còn lại cái chất nhờn nhờn vàng vàng giống như mỡ hay là con đã gặp ma suy nghĩ một hồi mệt quá rồi tự nhiên con ngồi ở trong góc đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết cho đến khi báo thức dậy đi học thì cũng đã năm giờ rưỡi sáng lúc này thì con sửa soạn xong rồi lên xe buýt trong thời gian ngồi xe thì trong đầu con cứ ám ảnh cái câu nói của cái con ma nữ đó rằm trăng tròn tao sẽ đưa mày đi con cứ suy nghĩ hoài tại sao là rằm trăng tròn và tại sao nó lại muốn đưa con đi đưa đi đâu rồi thì cứ lẫn quẩn trong đầu câu hỏi xe đến trường lúc nào con cũng không biết. Chuyện sau đó cũng không có gì tiếp diễn cho đến tối. Lần này thì con cố thức đến tận 2 giờ rưỡi sáng. Vì con nghĩ nếu mệt thì sẽ ngủ ngon hơn. Nhưng mà thật sự con đã làm lúc con mở mắt ra thì vẫn giống như vậy con lại nằm ở đó chân tay không cử động được lúc này con lại sợ hãi vì không biết cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với con trước giờ con đâu có bị như thế này đâu con mới đưa mắt thăm dò xung quanh phòng không có gì bất thường hết nhưng khi đến khi con đưa mắt nhìn lên chiếc xe đạp của con thì chiếc xe đạp ở ngay đối diện chỗ con ngủ ở trên điên xe đang có một cái con quạ màu đen nó đầu ở đó mà con mắt nó nhìn con. Cái đầu nó vẫn lắc lắc như là con chim bình thường thôi nhưng mà con mắt nó nhìn con. Con biết nó không có bình thường với con ở trong cái hoàn cảnh này. Lúc đó thì con cũng tò mò đưa mắt mà nhìn nó. Khi mà ánh mắt của con quả nó phát hiện được là con đang nhìn nó thì nó đập cánh bay về phía cửa sổ rồi mất hút. Lạ một điều là cái cửa sổ đó con đóng kín mà. Con đâu có mở ra bao giờ đâu. Thì khi lúc con quả ba dưỡng cửa sổ biến mất thì lúc đó con cũng ngồi bật dậy được. Con lại ngồi bật dậy rồi và ngồi vào góc tường. Nhưng lần này con lấy hết can đảm, con chạy nhanh tới cửa để bật đèn lên đèn sáng lên thì con mới quay trở lại gấp tường lúc này con để ý cái điện thoại thì lúc đó cũng là 3 giờ lẻ 5 phút sáng nghĩa là con chỉ mới ngủ tầm nửa tiếng mà thôi trong lúc này thì con quá mệt mỏi và con sợ hãi đến cực độ tim con thì cứ đập thình thịch thình thịch lần này tuy mệt nhưng mà con không dám ngủ nữa con cứ ngồi như vậy cho đến sáng sáng rồi con lại lên xe để đi đến trường. Vì là xe đưa đón tận nhà cho học sinh nên thời gian mà nó đi rất lâu. Vì phải đi hết nhà để đến nhà khác để đón học sinh khác. Và nhờ đó con ngủ được thêm 45 phút ở trên xe. Nếu tính theo lượt đón thì con là người thứ tư. Nghĩa là trên xe bao gồm 3 khảng khác. Với bác tài nữa là 4 và con nữa là 5 người. Con thì ngồi ghế cuối cùng cùng một bạn khác. Tất cả có 5 người trên xe. Nhưng mà khi con thiếp đi thì nó lại đến. Vẫn như y như cũ thôi. Con rơi vào trạng thái liệt toàn thân. Bị cứng ngắt. Con cố kêu gào để mọi người chú ý về phía con. Nhưng mà con không có phát ra cửa miệng được một cái tiếng nào. Lúc này thì con nhìn thấy trên xe hình như là có dư ra thêm một người. Đó là một người con gái tóc hơi rối xù như vừa mới ngủ dậy mà không có kịp chải đầu. Nó ngồi im, chỉ cách con có hai ghế. Lúc này thì con sợ lắm. Tim con nó cứ đập liên hồi, con dùng dầu ủy dãy nhưng mà thật sự là hoàn toàn tuyệt vọng. May mắn làm sao ngay lúc đó thì cái người bạn ngồi kế bên đã đánh thức con dậy. Lúc này con mừng lắm, con lập tức nhìn lại cái vị trí cô gái ngồi cách đó hay dãy thì con không thấy cổ nữa. Lúc này thì thầy bạn con nó mới nói với con là mày làm gì mà ngủ cứ nghiến răng keng két gì mày. Con lại lắc đầu mà không dám kể ra cái sự việc. Khi đến trường vì quá mệt mỏi nguyên cả một đêm không ngủ được con mới lủi xuống góc lớp rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra nhìn quanh lớp thì... Đến khi con mở mắt ra Nhìn quanh lớp thì Lớp học vẫn bình thường Thầy giáo vẫn đang giảng bài Chỉ có con là không cử động được tay chân Trong đầu con lại chữ thề một tiếng gì Con biết là Sắp có chuyện quái quỷ gì Nó sẽ diễn ra với con rồi đây Nhưng vì cái sự tò mò Mà con lại đưa mắt cố tìm xem có sự khác biệt gì không thì quả nhiên là nó có thật nó nữa cái người con gái đó nó đứng ở cuối lớp chỉ cách con có một dãy bàn nó đứng yên ở đó nó không có động đậy tóc nó dài phủ xuống che hết mặt nó mặc bộ đồ màu đen rách rưới và cứ thế nó đứng đó con con rất là sợ con không ngờ là nó lại có thể theo con từ nhà cho đến trường nhưng mà sau đó một lúc thì nhờ có cái tiếng trống hết tiếc, cái tiếng trống làm cho con được thoát ra khỏi cái cảnh đó. Và tất nhiên là khi con nhìn trở lại tìm thì không thấy nó đứng đó nữa. Thật sự con không dám ngủ tiếp. Cho đến khi 10 giờ rưỡi tan học, vì trường con hôm đó phải học buổi chiều và trường có cho học sinh bán trú, nên con có đăng ký từ đầu năm. Con cố ra sớm đi ăn rồi lên giải phòng cho học sinh nghỉ trưa. Lúc đó thật sự con mệt lắm, con muốn ngủ, nhưng mà con quá sợ. Con cứ nằm dậy mà không có ngủ được. Đến lúc tất cả học sinh đều lên nằm ngủ cả, thì lúc đó khoảng 12 giờ 15 thì con mới chợp mắt được một chút. Nhưng mà hình như con ngủ thì nó lại xuất hiện. Lần này con không thấy nó mà chỉ nghe điệu cười the thé ở phía cửa sổ. Con chỉ biết gồng mình, cố che đi sự sợ hãi mà chịu trận cho đến khi tiếng còi của thầy quản lý báo hiệu là hết giờ nghỉ trưa, lúc đó là 1 giờ 15. Con ra rửa mặt rồi lại lên lớp như bao bạn khác ngồi học mà con không tập trung được con chỉ nghĩ về mấy chuyện đang xảy ra với con con chỉ biết là dù đang ít hay nhiều người chỉ cần con ngủ thì sẽ rơi vào trạng thái không thể làm gì và nó sẽ xuất hiện chiều và tối hôm đó không có gì xảy ra nữa tối về thì con gọi điện thoại về nhà và chia sẻ những điều nó đã xảy ra cho con cho mẹ con nghe nhưng mà mẹ chỉ nói là chắc do con căng thẳng chuyện học hành thôi rồi mẹ cũng chẳng quan tâm lắm tối hôm đó thì con ngủ thiệt ngon dường như nó đã tha cho con vào tối hôm đó hôm sau thì con lấy điện thoại smartphone đã sửa xong rồi con quyết định lên mạng tìm hiểu một chút về vấn đề mà con gặp phải. Nhưng chỉ có một số câu trả lời là vì căng thẳng, cơ thể mệt mỏi nên dễ bị bóng đè. Còn một số khác cho rằng con đã bị dông theo hay là bị ma ám gì đó. Thường thì con sẽ đi học vào lúc 5 giờ 40 sáng và học ở trường đến 4 giờ 30 rồi về học thêm từ 5 giờ rưỡi đến 9 giờ tối. Như thường lệ thì con được xe đưa đón rồi xuống ở chỗ học thêm. Vì cái chỗ học thêm cùng đường nhà con cách khoảng chỉ có 300 số nhà. Lúc 9 giờ tối học xong thì con mới đi bộ về. Lúc này con có thấy người ta đốt giấy tờ vàng mã. Lúc đó con mới biết là hôm nay là rằm. Ngày rằm. Làm cho con càng sợ hơn ở trên đường đi con cứ suy nghĩ về cái câu nói của nó Rầm trăng tròn này tao sẽ đưa mày đi con nghĩ là bình thường người ta đốt vàng mã là nhiều ngày rằm mà ngày rằm thường thì người âm hoạt động mạnh nữa nên cái câu nói của con ma nữ đó càng khiến con tin là vào ngày hôm nay ngày rằm hay là cái rằm sau hoặc sau nữa nó sẽ đưa con đi đến một cái nơi nào đó vì chỗ ở của con ở trong cái hẻm nhỏ của một cái kẹt và đoạn đường cách đầu kẹt tầm 20 đến 30 thước là sẽ hơi tối vì cái đèn đường nó không có chiếu sâu vào đó được khi đi đến đó thì con cố gắng đi nhanh đi nhanh cho nó qua nhưng mà khi con đi được một đoạn thì có tiếng gọi nhưng mà nghe không có rõ ai đó gọi ông ơi ông ơi con cứ, trong đầu con cứ nghĩ người ta gọi là nhung ơi nên con tiếp tục đi tiếp nhưng mà thấy nó gọi đến lần thứ ba thứ tư thì con cứ nghĩ là ai đó đang gọi mình và con quay đầu lại không thấy một ai cả con biết là mình bị trêu rồi nên ba chân bốn cẳng mà chạy về nhà lần này thì con lên mạng và tìm hiểu thì có một vài bạn bày cách là mình cứ bật chú đại bi lên À, để cho tụng nghe trước khi ngủ thì sẽ không phải gặp mấy cái đó nữa. Con đã làm theo cách chỉ dẫn đó và tối hôm đó con ngủ thiệt là ngon. Sáng ra con càng sảng khoái gì nghĩ là mình đã thoát được một cái rầm. Nhưng mà có một điều con đâu có biết. Người ta đốt giấy tờ vàng mã là vào ngày 14, còn rằm là ngày 15, tức là hôm nay ngày mà con đang sản khoái nhất đó chính là ngày 15 chứ không phải hôm qua. Hôm qua mới là 14 mà thôi. Lần này thì từ lúc đến trường cho đến khi về nhà thì con không có gặp điều gì kỳ lạ cho đến lúc con ngủ. Và theo lời khuyên như đã chuẩn bị thì con đã bật cái chú đại bi lên để nghe tụng trước khi ngủ. Nhưng mà sau hôm nay Lúc con tỉnh dậy thì vẫn như ngày đầu mà con gặp phải nó. Tay chân của con không có nghe theo lời con nữa, nó cứ nằm yên nó không nhúc nhích được. Con đưa mắt nhìn quanh căn phòng xem coi có cái gì khác. Con hy vọng là cái gì cũng được nhưng không phải là nó. Nhưng không. Mọi chuyện không dễ dàng như con tính đâu. Khi mà con đưa mắt vào góc phòng bên tay trái con thì con thấy nó đang đứng ở đó cũng với bộ quần áo rách rưới, tóc xỏ phủ mặt. Nó biết con nhìn nó và nó cười. Nó cười một cách mang rợ, nó chỉ đứng đó mà cười chứ không làm gì hết. Trong khi con thì mồ hôi ướt, ướt cả nệm luôn. Tim con thì cứ đập thình thịch và lúc này nhìn nó, nó đáng sợ hơn là lần đầu mà con gặp nữa. Lúc đó thì con chỉ biết nhắm mắt mà niệm Phật. Nam Mô A Di -dạ Đà Phật, Nam Mô A Di -dạ Đà Phật. Nhưng con càng niệm trong đầu thì nó càng cười mang rỡ hơn như là đang chế diệu thách thức con vậy. Con thấy con bất lực quá, con rất là hoảng sợ. Con không kiềm chế được bình tĩnh nên con gồng mình con chửi nó. Con chửi con văn tục, con sỉ nhục, con chửi nó tới tấp vì con không biết phải làm cái gì khác hơn, con chỉ biết chửi. Và đương nhiên, con không chửi ra miệng được Cái tiếng chửi con chỉ nghĩ trong đầu Chứ không nói ra được tiếng nào dù là ú ớ Và rồi một lần nữa Cái tiếng con gà gáy nó đã cứu con thoát khỏi cảnh đó Lúc này thì người con đã ướt đẫm mồ hôi Con cố chạy nhanh lại cửa mà bật công tắc đèn Rồi rung rẩy ngồi ở góc tường Lúc này thì cái smartphone của con với cả nệm tự nó sáng lên Lúc đó con nhìn thấy là 3 giờ lẻ 9 phút sáng cứ như là nó muốn cho con biết thời gian mà con sẽ gặp nó vậy. Lần lượt trong khung giờ tầm 3 giờ là thời gian mà con gặp phải chuyện gì đó. Lúc này thì con không biết cầu cứu ai nữa. Con tính nói cho ông, nhưng mà ông thì theo đạo Thiên Chúa. Ông là một người cực kỳ khó tính và không bao giờ ông tính vào má quỷ. Nên con quyết định thôi, không nói cho ông nghe. Một thời gian sau đó thì con không gặp nó nữa. Nhưng mà con vẫn bị bóng đè liên tục. Bất cứ ở đâu, bất cứ thời gian nào. Chỉ cần là con ngủ thì con sơ lại bị bóng đè. Lúc đó cơ thể con suy nhược lắm. Còn cô nói với mẹ con và mẹ con bảo là cố chịu cho đến ngày 30 tháng 4 à, hay là 1 tháng 5 được nghỉ lễ thì sẽ về nhà mẹ con dẫn đi coi thầy. Thời gian cứ thế trôi qua con trông chờ từng ngày từng ngày để được ra giải quyết sự việc này. Hôm con ra thì mẹ con lại bảo thầy đồng đó là bạn của mẹ con, bận đi xem bó cho một người ở tỉnh khác. Vì mẹ con chủ quan là bạn bè nên không có đặt lịch trước. Mẹ con bảo là con lái xe vào nhà nội, nhờ nội dẫn ra chùa, nhờ thầy trụ trì ngoài đó giúp. Con nghe theo. Con lái chiếc xe tay ga của mẹ con vào nhà nội. Nhưng khi mà con đi qua ngã tư. Nhà nội con thì ở phía tay trái của cái ngã tư đó. Chỗ con thì thường rất là vắng xe. Con nhìn trái, phải và dạ trước rồi sau. Hiển nhiên là nó không có một chiếc xe nào hết. Chỉ có một hai người đi bộ. Nhưng mà khi con dục lên tới trước để rẽ trái qua nhà nội thì có một chiếc ô tô bên phải lao đến. Cách tầm, con tầm chỉ có hơn một mét. Thì lúc này con chỉ biết nhắm mắt gồng mình mà lấy hết sức bóp hai cái phanh xe. Tài xế ô tô chắc cũng vậy. Chiếc xe của con cứ thế mà bay trà sát vào mặt đường tầm 20 mét. May mà chiếc xe ô tô thắng kịp. Chỉ một chút xíu nữa thôi là con chắc chắn phải bỏ mạng vì cái cú tâm của xe ô tô đó rồi. Nhưng mà cả người con hoàn toàn nguyên vẹn chỉ có cái mu bàn tay bị xước một chút vì chà vào mặt đường. Lúc này con sợ một phần là biết mình bị che mắt. Phần còn lại là sợ tài xế ô tô sẽ xuống thẳng cho con một trận vì cái tội chạy ảo. Con nghĩ là như thế. Nhưng mà con đứng nhìn tầm một phút không thấy ai xuống xe. Con cúi đầu xin lỗi trước chiếc xe rồi dựng xe lên đi tiếp. Vì nhà nội của con gần với cái ngã tư đó chỉ cách có tầm 4 năm căn nhà. Nhưng vì con sợ chủ ô tô đó sẽ vào mắng vốn nên con quyết định chạy qua khỏi nhà nội rồi mới rẽ phải sau đó chạy vòng hình chữ nhật quay lại nhà nội sau. Nhưng mà khi con chạy vào con đường rẽ phải ấy thì xe con tự dưng tắt máy. Con đề máy vài lần mà không được nên con tưởng là hết xăng nên xuống dắt bộ vừa đi được một chút tầm 10 phút thì chó nguyên một con đường tất cả những con chó ở từng nhà trong con đường đó nó nhảy đổ ra đường mà nhắm vào con mà sủa từ chó nhà gần cho tới chó nhà xa cách vài trăm mét cũng ào cả ra đường con hay nghe người ta nói là chó nó sủa ma vậy phải chăng có một cái thế lực nào đó đi theo con vào con đường đó chăng một phần vì sợ chó, một phần vì xe không đổ mái, nên con quyết định quay lại và đi vào nhà nội luôn. Vì nhà nội con có bán xăng lẻ nên con chạy luôn vào lấy một chai xăng đi ra. Lúc con mở bình xăng ra thì xăng vẫn còn đầy. Nội con bảo, một tí nội xem rồi sửa cho. Con vào ngồi rồi nói chuyện về mục đích con vào nhà nội thì nội lại bảo thầy trụ trì đi cầu siêu cho đám tang nhà, đó, nhà nào đó chưa có về thất vọng nối tiếp thất vọng. Bà nội con nghe chuyện mới tháo từ tay của bà một cái sâu chuỗi bằng gỗ xưa đỏ. Thứ mà bà hàng ngày bà bấm hạt để mà tụng kinh niệm Phật rồi đưa cho con. Cùng một sợi dây chuyền thì có mặt dây chuyền là hình Phật Di Lặc Con cầm rồi cảm ơn nội rồi nhờ nội ra xem chiếc xe dùng. Con đưa chìa khóa xe cho nội. Quả nhiên khi nội vừa đút chìa khóa vào đề máy thì xe như lại nổ máy chưa từng xảy ra chuyện gì. Một lát sau thì con ra về. Phải nói là khi con về nhà, về ngủ thì chưa bao giờ lại ngon giấc đến như vậy. Nhưng mà con vào Đà Nẵng vào sáng hôm sau, con sửa soạn mọi thứ và không quên để cái chuỗi hạt cùng dây chuyền vào ba lô. Trên cái tuyến xe từ chỗ con đến Đà Nẵng, con chọn cái chỗ ngồi ở bên cạnh tài xế, vì là xe không phải giường nằm, nên ở trước có chỗ đủ cho hai người ngồi. Con được phân cho ngồi với chú đấy, khi mà xe đi được nửa đường thì con lại gặp nó nữa. Lần này thì nó bám ở ngay đầu xe vì nhìn con nó cười. Con cố dãy dụa mà không được. Cho dù con thấy mọi thứ đang diễn ra, con thấy chú người bắt đang ngồi cho con chim ăn bên cạnh. Con cố gào nhưng vẫn không được. Lần này thì con cố nhắm mắt, mặc kệ nó đi. Cho dù tim con đang đập mạnh, con đang hoảng loạn, nhưng con cố trấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh. Và rồi, con được giải thoát bằng một tiếng còi xe của một chiếc xe muốn vượt qua mặt. Đến Đà Nẵng bình an, con về phòng nghỉ ngơi. Lần này thì con đeo hẳn cả hai thứ, đó là sâu chuỗi và dây chuyền, thì quả nhiên con ngủ ngon lành nhưng mà có một điều ngày hôm sau khi mà con tắm trước khi đi ngủ thì con lại để quên cái sâu chuỗi và dây chuyền ở trong phòng tắm rồi ngủ quên mất đi hôm đó nó lại đến lần này thì nó đứng ở ngoài cửa phòng con thấy cái bóng nó lắc lư kèm theo vài tiếng the thé rùng mình con vẫn cứ thế chẳng cử động được con cố nằm chịu trận đến khi cái tiếng gà gái cất lên thì con lại được giải thoát nữa con có thử vài lần. Hễ mà chiếc vòng và dây chuyền không được đeo trên người thì con lại gặp nó. Nhưng mà khi con đeo thì mọi chuyện nó bình thường. Rồi dần sau đó con không thấy nó xuất hiện nhiều nữa. Tuy là con đã đổi chỗ ở mới nhưng mà thỉnh thoảng thì con có gặp nó vài lần. Nhưng mà dạo gần đây thì không gặp lại nó hoàn toàn. Con nghĩ là sâu chuỗi đã giúp con tránh thoát khỏi con ma đó. Và Giờ đây, sâu chuỗi đã trở thành vật bất ly thân của con. Câu chuyện của con đến đây là kết thúc. Cảm ơn chú và cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian nghe chuyện và đọc truyện của con. Chúc chú sức khỏe dậy cống hiến nhiều hơn cho mọi người. Lê Nguyên Trục Chúng mình lại lần thứ trăm, à, 817 dài hơn một tiếng đồng hồ với những chuyện mang ngắn trong dân gian kỳ thứ 10. Với ba câu chuyện mang ngắn của Trâm chuyện mã ngắn của Bảo, chuyện người em chết chìm của Lê Quang Tuấn, chuyện ma ở Đài Loan của Dương Trường Xuân và chuyện ma của Nguyên Trung. Việt Thảo cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you and I love you. Cảm ơn các bạn đã xem chuyện minh lệ của Việt Thảo. Nhớ subscribe hay là đăng ký channel youtube của Việt Thảo và nhớ nhấn vào cái chuông để cho nó báo cho mình biết khi có video clip của Việt Thảo mới upload lên trên YouTube. Cảm ơn các bạn, nhớ nha, subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo Dạ. Yeah. Xin kính chào quý vị. Tôi là Alice Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị. Có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và short-term health insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi. Đừng để bị mất bảo hiểm Đừng để bị phạt Đừng để bị mất quyền lợi Đừng để trả tiền bác sĩ Nhà thương Và tiền thuốc không hợp lý Alicia đã giải thích rõ ràng Trên channel youtube của MC Việt Thảo Chuyện bên lề số 790 đến 794 Nhớ vào xem Đó là cuộc sống Đó là quyền lợi của quý vị Nhớ vào xem nha Alicia xin được cảm ơn nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Quan thì Kangen đó tiếng Nhật dịch ra dịch ra đó là Return to Origin trở lại nguồn nước nguyên thủy mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến thực thảo đầu, đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa đặc tính thứ hai là trong qua quá trình giải máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4 đến 6 lần và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ kiềm cao đó là Kangen Water nước tinh khiết tinh chất uống để trừ tránh bệnh hoạn bệnh tật như uống thường xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh Peter ở số điện thoại là 714 833 8738 Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn quý vị nhớ Changing water is changing life. Hi, welcome to Excel Marketing. We are a digital marketing company based in Seattle, Washington. We've helped many businesses grow their presence online. This is Amy. Amy is responsible for marketing at Seattle Dentistry. Seattle Dentistry was struggling to get patients online. Excel Marketing helped increase her page rank on Google we use a patented strategy to help her website reach more people after working with amy's company for six months her number of patients more than doubled we've helped dental practices medical practices law firms and small businesses increase their reach and get more clients ask us how excel marketing can help your business